thuộc lời bài đấy lắm. Có cần ấy không ta, có cần lên điều tiết mát không ta? À, cần. Cô gọn. Sống lâu nữa nữa ơi, nữa 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 đêm hát nửa nửa đêm hát trong chợ cho chơi công an phường lắm á, mày coi hài đó chưa, người Trường Giang chí tài á. Màn đêm đó buồn dần nên hiu hắt cô quạnh nhớ anh muốn thắt lên trong đêm dài. Hello, hai bé đi qua. Ta nói hello mấy cần. Ôi cần gặp ngang cam ma đi top nó lại đồ sụp đó. Anh này là phong cách hàn xẻng đó rồi đó. Cậu ham đi, người khó khăn gì đâu á. Rồi thêm Ray lên cái kìa, chết lẹ đi Ray. À, đâu lướt qua được đâu ta, lướt đường nào, đứng sát sát đây đâu có lướt qua được đâu nè, thì sao đứng sát hoài không lướt qua được. Muốn kiếm mấy chục đồng nữa không được ta, xin con rip. Lướt con nhỏ hay lướt con lớn? Từ lấy lướt con nhỏ hả? Hèn gì ta nhắn lướt con lớn đâu được đâu. Tiếng game nhỏ hả? Ta lo nó ram hơi bị nhanh đấy. Thì đúng rồi, cam anh nhìn mà nhìn biết cầm nó bản là nó lên đồ gì rồi. Cầm nó lên semi tăng đó, nhấn tay đấy.
nó lên đầu búp á, nó lên găng tay thì nó mới chết với mày chứ. Nó lên găng tay thì nó không có khám phép, nó không có bê luôn, nó chữa mày không có thấm. Thấm thì mà tao thì sao giết nó thì cần gì mà chặn thôi. Nó tiêu, nó rào, nó tiêu thôi. Mày ngu quá. Ôi đó hoa tím trôi liễu liễu. Tim này tung lên đầu ông kia hồi nãy ông có đưa được, ông đi với con được tham, ông lên đầu Sida cũng là đi với con không là khó tham nhưng mà có liên tham được mà chỉ là đáng luôn. Tung lên đầu. À, tôi giết nè, giết này, giết nè. Hết cái giết, hết cái giết. Lát luôn. Đêm đã buồn dần, đèn hiu hắt vô vần. Thời tiết xe, anh biết một cách ngồi thật người với anh. Tập sinh nghiệp, chuẩn đi với con gì? Tè phám chơi á. Cũng phám hơn người ta. Người ta gì biết gì, không biết. Kia không gì đâu, không đi với con rắc mà không xin thô lan xin đi với con gama nè kiếp nó cái độ lì lợm gì hết kiếp thì không biết ấy mà không đây mà không biết chuẩn bị giết tiếp. Ồ, oh, có Soraka hên quá. Quỷ gì, quỷ chết già luôn nhờ chứ quỷ. Chết mẹ, bị dỗ rồi. Ờ, nó chết luôn. Đá bùa. Cái thằng ta lao này nó ngựa đi vòng vòng rồi ta. Phá chậu luôn đi. Rồi bị tao đập, tao cướp hết rồi, đâu lên đây đâu.
ở dưới á. Cần kịch sức bay vô sao đủ đam. Anh Hành là đúng rồi cái gì nữa. Đó sao đánh lại. Ai có một chiêu lũi vô không có chiêu gì chạy ra. Lũi vô một cái là đi rồi đó. Không có lũi được không quan trọng. Cầm kịch sức kìa. Nó chưa cần kịch sức mà lũi vô cái nó để cái e đẹp là rồi đó. Vui nha. Đặt lát lên hết. Ấy ra rồi luôn. Lỡ nhánh quy luôn. Tự ngưng rồi chứ. Ngưng cái lớp đó cái là ulti là giết rồi. Chặn mẹ đi. Ngu người. Đúng là ngu thiệt chứ. Vậy mà solo thắng Yasuo rồi cũng thi được. Công nhận. Thì thắng Yasuo ngu hơn mình. Thôi không có hên. Chơi mà cái nó hên. Ý là nó chạy hit hai em mày đúng không? Cái game mày đánh gì nó chạy? Nhìn trụ mình còn nguyên. Éo mất máu gì hết. Chú nói mấy ngày hết trơn rồi. Triple kill, đơn giản là triple. Đơn giản là triple kill, thiệt. Ôi bu vô nó hiếp dâm trời à. Nó hiếp dâm tôi kìa.
Hiếp dâm Tùng Sơn kìa. Nó con cái này có đi con lại với hài mà mấy hài hải ngoại này hay hơn vậy thế nhỉ. Tao không mày biết tao không thích hài của ai không, hài gì sinh hình không thích, hài sinh hình là tao không thích sinh hình ấy. Mình chia xem à? Xuân Hinh ấy, không biết hả? Trai. Mày Xuân Hinh mà còn không biết nữa. Có thể thơ à? Thì ngu lắm. Tôi chuẩn bị tôi giết con Baron nè. Giết ông Baron cho mấy ông Baron hết to mồm. Nó kéo lên cả team kìa.
về sách đầu ông Baro lên đập cái. Từ lúc mua số luôn, từ lúc mua sách luôn á. Từ lúc mua sách. Giờ đè đầu ông Baro đập nè. Gì? Đồ này đập Baro được rồi. 20% hút máu rồi. Đồ rừng. Hồi nó cắn đầu quá. Nói thôi thì mày căng nha. Mày ra mày tăng giùm đi. Phải gươm vô danh mới đập được. Chạy đâu? Gươm vô danh nắm 100% máu ông Baro mới đập được, từ từ. Nốt cái gươm cái. Tôi nốt cái gươm tôi đập Baron cái. Ồ, hết kìa. Giờ mình tin tan được chưa? 30% hút máu rồi đó. Sao cộng dồn? Cái dòng màu xanh là cộng dồn. Cái rựa mày nghĩ là nó là cái dòng màu xanh. Chứ nó không phải cái dòng màu nội tại duy nhất. Chú kém quá. Từ từ. Về mua lọ thuốc đó để ra đập. Đập Baron nè. Không biết được chưa, cứ thử đi. Được thì được, không được thì thôi. Đệt, mày chết cụ. Má thằng chó nó phá luôn, tôi ăn được Baron rồi. Nó phá chứ tôi ăn thừa. Ăn thừa đó. Chó. Thôi ăn mà. Phá tôi kìa. Quên không mấy soi. Ghét không ăn Baron nữa mà xỏ mà mày bây giờ đấy. Chưa muốn ăn. Chưa muốn giết mà bà này bố láo thiệt. Thôi ăn Baron. Tập trung giết Baron thôi. Đồ nào chả vậy. Hồi nãy ta ăn được rồi đó. Ăn được rồi. Nhưng mà ta lo nó xuống nó phá. Tao giết người ta lo.
nó bay xuống nó phá kìa. Ngủ bao rồi ngủ 3 cái mấy mẫu. Không cái gì. Thừa chứ không cái gì. Phải ăn baron xong nữa. Rồi solo thành công con baron cái đó. Thoát bị gì rồi.